Thưa quý khán giả có biết Trang Đài đang đứng ở đâu không ạ? À? Nhìn sơ qua, ta cứ tưởng đây là một vườn cây hoang sơ nào đó, nhưng thật ra đây chính là một công viên được đầu tư lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, công viên này lại bị bỏ hoang và trở nên xuống cấp trầm trọng. Người dân ở đây gọi đây là công viên ma bởi vì sự nhếch nhác và mất vệ sinh của nó, và điều đặc biệt là không ai dám bén mảng đến đây. Và sau đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên tin tức Mekong vừa ghi nhận được. Đây chính là một phần của công viên 30 tháng 4, nằm sát chân cầu Lò Gốm và đường Lê Văn Lương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhớt nhát, dơ bẩn, hoang tàn, cỏ dại bao phủ khắp nơi. Các hạng mục như bồn hoa, cây cảnh, ghế đá đều đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Có hàng chục hộ dân sống cách công viên khoảng 100 mét, thế nhưng không ai dám bén mảng tới đây. Người dân gọi đây là công viên ma, bởi lẽ nó đang trở thành nhà cho lũ chim chuột, mèo hoang và các đối tượng ma túy lui tới hút chích. Đỡ rác đồ xẻ bừa ả dơ thôi, nhiều khi nó thúi nó hôi bay tới dân làng ở đây phiền hà lắm, cỏ tùm lum la đó, chứ có mấy cái ống chích này kia nè, tối mấy xì ke đồ này kia nó cũng tụ tập bên đó hút chích đồ, bởi vì người đây cũng dân ở đây thì nói chung cũng sợ, không dám cho con nhỏ qua bên kia chơi. Công viên này nằm ở vị trí đắc địa, một bên là dòng kênh Tân Hóa Lò Gốm vừa được nâng cấp cải tạo, một bên là đại lộ Võ Văn Kiệt đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh.